Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Người dân Mỹ đã đổ xô đi mua sắm trong ngày được gọi là thứ sáu đen. Đó là ngày mua sắm lớn nhất trong năm, là thời điểm mà các cửa hàng bán lẻ hy vọng thu lời lớn vì người mua sắm xếp hàng rồng rắn chờ mua hàng giảm giá. Một số người đã bị thương do đám đông lớn lao vào các cửa hàng. Một đường ống dẫn khí thiên nhiên đã phát nổ gần thành phố Sedalia thuộc bang Missouri, làm bùng lên một quả cầu lửa. Một số hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực ngay đó, nhưng không có ai bị thương. Đường ống này cung cấp năng lượng cho một số nhà máy công nghiệp và nhà máy điện lớn nhất vùng Trung Tây của Mỹ. Trục trặc kỹ thuật lại khiến việc phóng tên lửa Falcon 9 SpaceX từ Cape Canaveral bị chậm trễ. Tên lửa này sẽ mang theo một vệ tinh viễn thông vào không gian. Phải mất vài ngày nữa thì tên lửa mới có thể được phóng trở lại. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.